Dạ Linh xin kính chào quý ông bà cô chú các bạn, các anh nhỏ đã đến với kênh Thôn Nữ Cà Mau. Thì hôm qua là Linh với mẹ với bà Thiếm thì chán cũng gần được hai mấy ký á. Giờ phơi cắt, hồi sáng cắt, bây giờ là trời nắng tốt thì phơi bảnh lắm. Nắng tốt phơi có nắng là nắng có nắng là bánh bắt đầu nó khô rồi nè. Bây giờ Linh với cha lên túm vô. Có mấy hai ba bữa trời mưa không có làm được, bánh nó xấu quá nên là không có làm. Mấy bữa nay là bà Thiếm lại phụ làm cho nó nhanh để đủ giao cho ông bà cô chú các bạn. Giờ còn tới 700-800 kg bánh không có giao, bằng ngày làm cũng được có hai mấy ký à. Cho dựng nó văng ra cho. Ở đây là mới làm thêm cái vàng này á, cha túm cái này ha. Thịnh cũng ra lấy bánh vô hả? Ở bên đây một vàng nữa đó ông bà cô chú các bạn. Bây giờ làm nhiều vàng để phơi á, phơi tôm khô với phơi bánh. Tôm khô thì bữa nay hết nước vuông rồi không có làm, mà chủ yếu là mấy bữa nay là lột. Mà lột thì giờ nhà Linh nói chán bánh rồi phơi bánh rồi trời mưa lấy ra lấy vô nên là lột không có nổi giờ ha. Linh nhờ mấy thím ở sớm đem về nhà lột phụ. Cái này là hai phần, tiêu với không tiêu, Linh phân ra để Linh hốt vô. Cha đem nó vô đi con hốt cái này cũng khô luôn rồi nè. Nắng nó càng tốt mình phơi bánh nó càng nhanh. Làm tôm khô rồi cũng bảnh nữa, phơi có ngày là xong rồi. Tại vì bữa nay là hết nước vuông rồi đó nên là không có tôm nữa nên không có luộc. Mà bây giờ là chuyển qua giai đoạn là đập vỏ với cạo. Mà nhà Linh giờ ha nhiều việc quá nên là nhờ mấy thím ở sớm cạo vỏ đồ phụ. Thì cũng tạo công ăn việc làm cho mấy thím rồi sớm. Tại vì cái này là hai bên, một bên tiêu với một bên không có tiêu nên là Linh phải lấy riêng. Còn cái hồi nãy thì nó có một loại nên là túm mà đem vô. Bây giờ vô là Linh gói là Linh giao luôn á. Hàng là làm ngày nào hết ngày đó đi giao à. Bây giờ là có một số bạn ông bà cô chú mới đặt mấy ngày gần đây á, thì đợi cũng khoảng 2 tuần mới có. Nhưng mà Linh cũng sẽ cố gắng, nếu mà có người chán bánh phụ á, làm nhiều thì Linh giao sớm. Nên là ông bà cô chú các bạn mình cũng thông cảm. Tại vì cái này là ở nhà Linh làm thủ công hết nên là mỗi ngày làm được cũng đâu có nhiều đâu. Phải mình làm bằng máy thì cái số lượng nó ra nó nhiều hơn thì sẽ cái thời gian nó nhanh hơn. Nhưng mà Linh là muốn mang những cái sản phẩm thủ công do chính tay nhà mình làm á gửi đến ông bà cô chú các bạn. Tại vì chủ yếu khách hàng là toàn là khán giả coi kênh Thôn Nữ Cà Mau rồi qua mua không mà, chứ đâu có ai xa lạ đâu, nên là Linh đâu có bán mà hàng dởm hàng kém chất lượng cho ông bà cô chú được. Bữa trước Linh đăng lên Linh nói là có một số khách đặt xong rồi không nhận á. Cái ông bà cô chú các bạn cũng có nói với Linh là sao không kêu người ta chuyển khoản trước. Tại vì là bánh nhà mình làm rồi Linh bán, thì Linh cũng muốn là khi mà bánh mà giao tới cho ông bà cô chú các bạn á, thì ông bà cô chú các bạn mình nhận, mình nhìn cái sản phẩm rồi mình mới trả tiền. Chứ không phải là Linh không muốn là mình chuyển khoản trước, cọc trước. Như vậy thì cũng thiệt thòi cho khán giả nữa. Tại vì nhiều người lớn tuổi đâu có biết chuyển khoản là gì đâu, nên là đâu có cọc trước được. Nên là Linh cũng ship code không à. Chỉ có trừ khi là những khách hàng nào mà có nhu cầu chuyển khoản trước thì Linh mới cho số tài khoản chuyển khoản. Chứ Linh cũng không có yêu cầu khách mà chuyển khoản trước rồi đặt cọc trước đồ làm phiền khách. Nhưng mà như vậy Linh tin tưởng cái bắt đầu cũng có một số người dựa vào cái điểm đó nên là cứ đặt hàng lên rồi bơm hàng. Vậy cũng tội nghiệp Linh. Tại vì mỗi cái đơn mà hàng Linh gửi đi một ký bánh thôi là nó đã mất 40-50 ngàn tiền ship đi rồi. Nếu như mà mình không nhận hàng gửi về, Linh lại tốn thêm 30-40 ngàn tiền gửi về nữa. Rồi cái tiền mà từ cái chỗ đó vô nhà Linh thêm 5 ngàn một đơn nữa. Một ký bánh bán có 150 ngàn, đâu có lời gì nhiêu đâu. Rồi công sức mình bỏ ra, bây giờ là Linh phải nhờ người phụ, rồi bao bì, rồi thêm thùng đồ gửi đi. Nhưng mà rồi xong mà gửi tới người thì không nhận. Đặt thì đặt số lượng hay nhiều. Rồi cái bắt đầu cái số mà không nhận, cái bắt đầu Linh đem về Linh đâu có gửi được nữa. Cũng cho vòng vòng sớm, ai ăn thì Linh cho lại. Chứ cái bánh mà gửi về rồi thì Linh thấy nó cũng không có còn được đẹp. Bánh cái màu nó cũng không còn ngon nên là đâu có gửi đi được đâu. Là coi như là Linh sẽ mất 150 ngàn tiền bánh nè. Nếu như là đặt 1 ký, nhưng mà đa số những người bơm hàng là đặt 4-5 ký. Rồi đặt tôm khô rồi nữa, mà nhất là vấn đề tôm khô á. Tại vì tôm khô mà gửi đến rồi á, mình gửi về chắc chắn là cái tôm khô nó hư rồi, không có còn bán được.
bánh phồng mình còn cho ăn được chứ tôm khô mắc tiền quá sao mình cho được. Mà giờ bán không được thì giữ lại ở nhà ăn thì hả lỗ. Bán ký đâu có làm cực lắm, tại vì họ một người mà Linh mướn á, bốc vỏ tôm á, một ký như vậy á, là 30.000 không mà cô chú các bạn. Rồi tiền mình mua tôm nữa, có 10 ký tôm thì mới ra được 1 ký tôm khô. Mà phải thi chạy đi gom đồ này kia, mất công mình luộc rồi này nọ nữa. Bởi vậy buôn bán á, thì phải chịu cực, rồi chịu này chịu kia. Nhưng mà nhiều lúc mình cũng buồn lắm, tại vì hả những cái sản phẩm mình làm ra mình gửi đi không được á, rồi hoàn về rồi phải tốn thời gian mà giải quyết với shipper nữa. Cũng tội nghiệp mấy chú ship, tại vì còng còng đem hàng tới nơi rồi cái bắt đầu không giao được thì mấy chú đâu có tiền đâu. Thì cũng tội nghiệp người ta, vừa tội nghiệp người ta mà cũng vừa tội nghiệp mình á. Nên là khi mà mình có ý định mình đặt hàng rồi á thì mình nên nhận hàng chứ mình đừng có bơm hàng. Cũng tội nghiệp shipper, tội nghiệp Linh, tội nghiệp những người làm ra những cái sản phẩm như vậy. Linh cuốn cái miếng mành mành này đem vô luôn. Bên đây là nó có một loại một nên là mình cuốn lại rồi mình gom vô. Mấy bữa nay nắng nó đỡ á chứ trời mưa hả? Là cứ thấy trời ui ui cái chạy ra lấy bánh vô, bánh chưa khô cái đem ra phơi tiếp. Cái bắt đầu hả chạy vô lấy bánh chạy ra. Mà Linh nói thiệt ha, bánh phồng tôm này là Linh thấy là Linh là bán rẻ nhất á luôn. Linh thấy là người ta bán có 100-200 gram là đã 150.000 á. Nếu như mà bánh làm thủ công giống vậy nè, mà người ta có bao bì rồi cũng có một số khán giả hỏi Linh là sao không làm hộp làm bao bì đồ. Thật sự thì Linh muốn mang những cái sản phẩm chất lượng mà rẻ đến quý vị khán giả chứ mình làm bao bì làm thương hiệu rồi nó đôn cái chi phí lên mà cái sản phẩm không có ngon mà tới tay khách thì lại quá mất tiền. Ví dụ 200g bánh phồng mà 150.000 là Linh thấy rất là mắc. 1 ký khô tôm đất mà 2 triệu đồng thì Linh thấy cũng rất là mắc luôn, tại vì Linh bán có 1.350.000 à, là Linh bán cái giá là giá gốc ở đây. Ví dụ người dân địa phương ở đây mua cũng 1.350.000 mà Linh gửi tới tay quý vị khán giả cũng là 1.350.000, chứ không phải là mình gắn cái mác thôn nửa Cà Mau vô cái mình bán lên 2 triệu 3 triệu. Như vậy thì có những cái phân khúc á, thấp người ta không có dùng được sản phẩm của mình. Đây là Linh bán giá rẻ để ai cũng có thể mua được luôn không bà cô chú các bạn. Tại vì ở đây là khách hàng chủ yếu là chỉ là những khán giả mà xem kênh thôn nữ Cà Mau thôi chứ không ai xa lạ hết trơn á. Nên là Linh đâu có bán mắt cho ông bà cô chú các bạn đâu. Mình làm cái gì mình bán cái đó. Cái này là túm lại vậy là đem vô nè. Đem vô là Linh gói là đem đi luôn á. Trời trời xíu nó rớt coi. Trong này là bà thím với mẹ Linh là đang dán bánh á, tại vì bây giờ tăng công suất lên là làm 2 lò, không có người làm phụ á. Nếu như có người làm phụ làm nhiều hơn nữa thì Linh cũng cho mở thêm lò nữa để làm, để cho nhanh giao tới quý vị khán giả. Tại vì bây giờ là cũng là chưa có thời điểm mà cao điểm để ăn bánh phồng tôm á. Thường là Linh thấy bánh phồng tôm với tôm khô là Tết á, là người ta sử dụng nhiều lắm. Cái này 2 loại nè cha, khô với cái này là tiêu với không tiêu. Dạ con, con phá sao cho ông nội la vậy? Này cha đổ cái giùm con ha. Đây là bên đây là bà thím đang chén bánh nè bà cô chú. Mẹ Linh thì đang trộn bột ở bên trong để làm thêm. Chén bánh thì giờ là bà thím chán chuyên nghiệp hơn Linh đó. Tại người lớn tuổi làm còn khéo tay hơn người trẻ trẻ đó. Thịnh kia nó lại đây nó chào kìa. Cái này nó bị quấn quấn lại hả bà thím? Cái bánh này mà nó quấn quấn lại vậy là ăn còn ngon dữ nữa. Lúc này nó nóng á, cái nó có cái mùi tôm thơm thơm ngon lắm không bà cô chú các bạn. Con thử thấy sao? Bánh này chưa khô còn chưa chiên ăn không rồi thấy ngon hả? Dạ. Chiên như là nó chiên bánh bánh ú như bánh gì? Bánh cuốn. Bánh cuốn mà có vị tôm. Con nghĩ sao mà mình chưa làm mà bánh cuốn cơm bán. Làm bánh cuốn tôm bán thì sao gửi đi được con. Đây là bánh đập hiếm chán nè, mỏng mỏng không à. Bây giờ là nó chưa lên màu á. Một khi mà mình đợi nó gáo xong rồi mình cắt, mình phơi thì nó sẽ lên màu giống cái màu bánh của Linh hồi nãy mà Linh đem vô vậy á. Là nó lên màu đúng kiều luôn á.
bảo ăn hết luôn. Con không sắp phát xuống để trúng bánh con. Cái lọ bên kia là của mẹ Linh, nhưng mà mẹ Linh còn trộn bột á, trộn bột hơi lâu nên là mẹ Linh chưa bắt lò lên. Thì mình lấy cái bánh ra xong rồi mình chán cái mình đi máng cái bánh lên, là quay lại là bắt đầu cái bánh nó bắt đầu nó chín nữa, hay là mình lấy tiếp nữa. Nắng phơi nhanh. Mẹ coi nửa ký cho mẹ. Ở bên này thì Linh đang vô tôm khô để chuẩn bị đóng hàng gửi ông bà cô chú. Thì cái này là khô bạc nè. Tại vì nước này hết đất rồi nên là mấy con đất thì Linh đã gửi đi mấy bữa trước rồi. Ai đặt đất thì Linh đã gửi đi trước rồi. Còn khô bạc không, mà tới nước sau thì mới có tôm đất tiếp nữa. Tôm đất thì nó sẽ to hơn tôm bạc. Tại vì tôm bạc thì nó nhỏ nhỏ như vậy nè. Tôm này là tôm thiên nhiên mà nó đâu có điều con, có con nhỏ con bự. Nên là mình đó, Linh quay sao thì hàng Linh bán y chang vậy nè. Lúc mà bên Linh gửi đi thì Linh sẽ đóng gói và Linh hút chân không như thế này. Thì mình nhìn như vậy. Thì mình cũng thấy thực tế trên video rồi đó. Thì Linh gửi hàng tới thì mình chỉ có việc nhận hàng thôi. Cái này là mấy bữa nay tại vì do là nhà Linh nó chén bánh phòng nhiều quá, rồi phơi bánh phòng, rồi mưa tới mưa lui nữa. Nên là cũng nhờ mấy thím ở sớm phụ. Thì mấy thím lột sạch vỏ rồi xong mà đem lại nhà Linh thì Linh sẽ đóng gói. Nhà Linh thì chỉ có gom tôm và luộc thôi. Thì mỗi ký như vậy là mình nhờ người ta lột á, là sẽ tốn 30.000 á, là lột cho nó sạch cái vỏ nè. Ở đây á, là cái tôm này là Linh cũng dặn mấy thiếu luôn là lặt luôn mấy cái phần này là cái gì, gạch tôm không mẹ? Gạch tôm, tại vì sợ là để cái gạch mà nếu mình để lâu quá thì tôm nó sẽ bị hôi. Nên là cái tôm của nhà Linh làm á, là Linh cũng dặn mấy thiếu là làm rất là kỹ luôn nè. Thứ nhất là sạch vỏ, thứ hai là cũng sạch gạch. Lâu lâu thì nó chỉ sót lại 1 con 2 con có gạch thôi. Hầu như là đã lấy sạch vỏ và sạch gạch luôn. Mẹ coi được nửa ký chưa? Bên đây thì cha với mẹ Linh là phụ vô bánh phòng để đóng gửi. Chị hai Linh thì đóng gói. Tại vì mẹ Linh đang bắt nước lên đợi nước sôi nên là mẹ Linh mới chán tiếp. Còn anh Thịnh là anh Thịnh đang ngồi phá. Con phụ làm gì Thịnh? Ai cũng có việc làm hết trơn á, anh Thịnh là làm cực nhất à. Nó chơi với Thịnh cũng cực lắm. Tại vì hả, đi theo bà nội rồi theo mẹ. Mẹ làm suốt đâu có thời gian đâu mà dỗ. Khi nào mà mệt mỏi tới buồn ngủ rồi leo lên võng rồi ngủ luôn à, chứ đâu có dỗ dành gì đâu. Đó. Ai làm Thịnh cứ loi nhoi vậy đó. Tiếp ra cái sơn rửa cho con anh thế này. Bam. Hàng này là khi gửi đi thì Linh sẽ hút chân không hết luôn ha. Linh hồi lúc trước thì Linh hút một lớp thôi, nhưng mà có một số bạn này nói là trong quá trình vận chuyển thì nó sẽ bị phì hơi nên là Linh hút luôn 2 lớp. Thì sau cái lớp bọc này là lát Linh hút thêm lớp nữa. Thì đây cái máy hồi bữa Linh mua 1.1 triệu nè, cái hơi nó hơi yếu. Để vài bữa Linh gán bán được nhiều á, Linh đầu tư thêm Linh mua cái máy bự hơn. Đợt này Linh đi Sài Gòn Linh sẽ coi máy nào tốt tốt Linh mua. Cái này thì nó cũng xài được chứ không có tốt lắm. Thì phải thấy nó hơi bị yếu hơi. Nè Linh hút nè. Để Linh quay cho ông bà cô chú các bạn coi. Coi luôn cái sản phẩm mà sau khi Linh hút chân không rồi. Khi mà mình hút chân không vô thì nó sẽ dính chặt con tôm lại luôn. Linh hút chân không thì nó sẽ giữ kín con tôm mình lại vậy nè. Hồi lúc trước thì Linh chỉ hút một lớp bọc vậy thôi, nhưng mà trong quá trình vận chuyển á, thì có một số khách nói là nó bị này bị kia. Nên là bây giờ á, Linh sẽ hút 2 cái bọc luôn để đảm bảo chắc chắn là nó không còn bị gì nữa. Là mơ mốt mà khi mà quý vị khán giả mình nhận hàng thì mình sẽ cắt cái trên này, là ở trong là nó vẫn còn cái hộp bọc hút chân không á, là Linh hút chân không tới 2 lớp. Cái ngoài này không cần hút mạnh, mình chỉ cần đóng gói lại thôi. Linh chỉ hút hơi hơi thôi rồi Linh đóng gói lại.
Rồi đây là cái sản phẩm mà Linh sẽ gửi tới tay quý vị khán giả nè. Thì đây mình nhìn là mình sẽ thấy ở trong bọc thì mình sẽ nhìn cái màu nó khác với ở ngoài. Linh cũng sẵn quay đây luôn cho quý vị khán giả mình nhìn thấy ha. Tại vì nhiều khi gửi tới rồi quý vị mình xem hàng cái mình thấy cái bọc như vậy cái mình không nhận. Như vậy cũng tội nghiệp Linh lắm. Tại vì hả còn có một số khán giả còn độc hơn nữa là khui ra thử rồi xong không nhận. Vậy cái bọc đó gửi về trong quá trình là mình khi mà mình gửi đi là mình đã hút chân không rồi, nên là khi mà mình gửi về mình đã khui ra rồi á, nó không còn hơi, không còn chân không nữa, thì cái độ ngon của tôm chắc chắn nó sẽ không có ngon giống như lúc mà Linh gửi tới cho ông bà cô chú các bạn. Cái đó là chưa cân phải không chị hai? Thì vô sẵn đi rồi lát đưa qua cho mẹ cân. Bọc nào Linh cũng hút vậy chân á, cái nào mà hút mà nó lỡ bị xì hơi thì Linh hút lại. Nè mình hút lại cái nó cứng vậy. Bánh mình chén mỏng cái vô 1 kg nó hơi chật cái bọc đúng không? Chật cứng lắm. Tại vì bánh chén mỏng chiên nó phì, nó ngon. Ăn nó phao cái bánh. Đây là quy trình làm hàng của nhà Linh đó. Thì bây giờ là ông bà cô chú các bạn nào mà mình đang đặt hàng của Linh mà Linh chưa gửi tới ấy, thì đây cũng là trong quá trình mà Linh đang làm hàng á, thì thông cảm giúp Linh. Mà đa số những cái đơn hàng mà Linh gửi đi á, ông bà cô chú mình nhận á, đều khen, ai cũng khen hết trơn á, khen tôm ngon. Tại vì tôm là mình vừa làm xong, lột xong là mình đóng đi rồi. Ngày nào là Linh đóng đi hết ngày đó, không có còn chừa lại đơn nào hết trơn á. Nên là không có hàng cũ, hàng là hàng mới hàng ngày luôn. Bánh phồng tôm bà cô chú mình cũng thấy rồi đó. Cái này là nhà Linh làm mỗi ngày luôn. Nhưng mà lâu lâu thì Linh mới quay cho ông bà cô chú các bạn mình yên tâm thôi. Chứ không phải là ngày nào Linh cũng quay lên hết. Đây sản phẩm rất là đẹp. Chỉ có không có bao bì nhãn mát thôi. Thịnh kìa chơi ngên luôn rồi. Nghiệp dễ sợ luôn. Nhà ai cũng làm hết trơn nên là Thịnh không có ai chơi hết trơn. Chơi có cả mùa lăn mùa lót lên. Chưa ngủ trưa nó còn cực hơn gì đó. Rồi không có quậy, không có quạng gì hết trơn á, chơi ngên vậy đó. Phá. Hút mới gì con đá đó vậy? Lại có ba hung cái cho hết mệt đây. À dạ còn một vấn đề nữa, tại vì nhiều khi ông bà cô chú các bạn mình nhắn tin cho Linh á, nhưng mà nó vô cái phần tin nhắn đang chờ thì nên là Linh không có đọc được tin nhắn á, chứ không phải là Linh chảnh không có trả lời. Mình bán hàng mà có đơn đặt hàng á thì mình mừng muốn chết luôn. Chứ đâu mà ra mà chảnh không trả lời. Linh thấy nhiều khi Linh vô Linh kiểm tra cái tin nhắn đang chờ á, Linh thấy mười mấy hai chục tin nhắn, mà đa số là ngày nào Linh cũng vô Linh kiểm tra. Nhiều khi tại vì lâu lắm mình chưa có nhắn tin cho cái người đó lần nào á, cái mình nhắn cái nó bị vô tin nhắn spam á. Nên là không có, chứ không phải là Linh không có trả lời ông bà cô chú các bạn. Về vấn đề mà ông bà cô chú các bạn mình gọi điện cho Linh á, tại vì nguyên một ngày ông bà cô chú cũng thấy là Linh sáng là đi chợ nè, xong rồi về làm clip rồi gói hàng rồi đóng bánh rồi gửi đi thì cũng rất là nhiều việc. Nhiều khi điện thoại Linh không có cầm trên tay á, với điện thoại Linh cũng quay phim á, nên là Linh cũng không có nghe điện thoại được. Thì ông bà cô chú mình muốn đặt hàng á thì cứ nhắn tin cho Linh. Sau khi mà Linh xong hết công việc thì Linh sẽ kiểm tra tin nhắn, Linh thấy tin nhắn thì Linh sẽ trả lời thôi. Còn trường hợp nào mà ông bà cô chú các bạn nhắn tin mà Linh không trả lời á thì là do là cái tin nhắn của mình nó đang bị spam á. Linh không có thấy được tin nhắn. Thì cứ nhắn tin qua số điện thoại của Linh là chắc ăn nhất. Đừng nhắn qua Facebook hay là đừng gọi qua Facebook Zalo gì hết trơn á. Mình chỉ cần nhắn tin thôi là Linh đọc mà, chứ gọi Linh là Linh không có bắt máy được. Điện thoại Linh đâu có cầm đâu, mà nhiều khi Linh nói gọi lại cái cũng lu bu nhiều việc cái quên cái không gọi lại luôn. Cũng có một số bạn tự nhiên nhắn tin cho Linh mà Linh không kịp trả lời, nhắn tin làm quen. Tại vì Linh cũng buôn bán rồi bận rộn tùm lum hết trơn á, mà nhắn tin làm quen thì Linh đâu có thời gian đâu mà trả lời đâu. Linh cũng không biết làm quen kiểu sao nữa, tại vì nguyên một ngày là thấy nó thật là Linh bù đầu từ sáng, chỉ cần mở mắt ra là thấy đã có rất là nhiều việc cần phải làm rồi.
nhiều khi 1-2 giờ đêm mà Linh còn chưa ngủ nữa, nên là thời gian đâu mà Linh nhắn tin làm quen. Cái Linh không trả lời á, cái đồ chửi Linh nói là Linh chảnh. Mà Linh cũng không biết chảnh ở chỗ nào nữa, tại vì thực sự là mình không có thời gian, chứ mình không phải là mình chảnh. Bởi vậy Linh cũng ngại đưa cái số điện thoại lên. Bữa Linh đưa lên ấy, cái bắt đầu bị điện thoại làm phiền liên tục luôn, nên là bữa nay Linh không có đưa số điện thoại lên. Ông bà cô chú các bạn nào mà có thông tin liên lạc với Linh thì cứ xem lại những cái clip mà Linh bán bánh phồng tôm trước thì sẽ có cái thông tin liên lạc. Thỉnh ăn gì con? Có gì vậy? Ai cho con ăn vậy? Trời, đút cho mẹ con nữa đó hả? Hết bọc bự hả chị hai? Con bọc bự không? Bọc này để vô 1 ký. Khách nào mà đặt 1 ký thì Linh hút cho không vô 1 ký. Có loại bự hơn á. Cái này có nửa ký à. Không, cái này hút ở ngoài cũng được. Chủ yếu cái lớp ngoài này là Linh hút để trong quá trình vận chuyển mình không có bị hư hao gì hết á. Đây là mình thấy hút chân không vậy, cái mình nhìn thấy cái màu nó không đẹp, nhưng mà thật sự cũng cùng một lô mà Linh ấy ra nè. Tôm nè, có con nhỏ con bự, tại vì tôm thiên nhiên mình đâu có lựa được bự không đâu. Tôm bạc gì thì nó rất là ngon. Cái loại cắt bạc này thì mình dễ ăn, tại vì mình ăn chơi cũng được, mà mình gan cơm đồ ăn hay là mình làm cái gì đó cũng không uổng. Con tép đất á, mà mình đem gan cơm hoặc nấu canh ăn thì hơi uổng. Tép đất á, thì tại vì là nó qua cái mùa này không phải là mùa tôm đất á, nên là gom tôm cũng hơi cực, hơi khó á, nên là hả ai dặn thì Linh mới gom lên làm thôi. Mà nước này là gom được như là dao cũng được 4-5 ký tôm đất à, chứ không có nhiều. Nước sau rồi Linh làm tiếp rồi Linh giao.